Thì kính thưa quý vị khán giả cũng như quý bà con nông dân, thì để tổng kết lại cho một bộ giải pháp ở về phía công ty Vinco, thì chắc có lẽ hôm nay cũng anh Minh cũng là một trong những người mà dùng toàn bộ, hầu như là toàn bộ các quy trình giải pháp của công ty Vinco từ lúc phục hồi cho đến lúc thu hoạch, từ cái giai đoạn phục hồi rễ, giai đoạn rửa vườn, rồi đến cái giai đoạn xử lý làm cơi lá, cho đến từ giai đoạn xử lý ra hoa, rồi do đó đến giai đoạn nuôi trái, anh Minh đều áp dụng đầy đủ toàn bộ những cái giải pháp của công ty Vinco và đạt được những cái kết quả cũng như về cái năng suất và cái chất lượng cho cái sầu riêng ở trên vườn mình. Thì sẵn tiện hôm nay thì anh Minh có thể chia sẻ lại cho quý vị khán giả cũng như quý bà con nông dân cái quá trình mà anh làm á, thì trong cái bộ giải pháp mà lúc anh phục hồi rễ anh dùng cái giải pháp gì, vừa làm cơi anh dùng giải pháp gì, giai đoạn xử lý ra hoa anh dùng cái giải pháp gì, và đến giai đoạn nuôi trái anh dùng giải pháp gì, anh Minh có thể chia sẻ lại giúp quý vị khán giả và quý bà con nông dân được rõ hơn về trong cái quá trình mà anh làm được không ạ? Đối với cái giải pháp phục hồi bộ rễ thì anh Minh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cũng như quý bà con nông dân cái thời điểm mà khi nào chúng ta bắt đầu cái phục hồi cái bộ rễ. Sau khi mình cắt trái sầu riêng xong, mình để cho nó nghỉ khoảng tuần lễ. Tại vì mình theo với người ta nói là để cho cây có cái thời gian nghỉ ngơi là xả stress, nhưng mà thực tế trong đó mình đừng nên áp dụng trễ quá. Giả sử mình cắt trái xong là trên cái thân mình, cái dao cắt nó vẫn còn vết thương, mình đem cái thuốc phun rửa giường lên, đem đồng hay bất cứ những sản phẩm mà rửa giường á, mình phun ướt đều trên thân cành lá, ướt hết luôn. Nói chung là cái cây mình tắm luôn thân, thậm chí luôn tới dưới gốc luôn. Sau khi mình phun rửa giường xong, một tuần lễ sau là bắt đầu mình đem cái sản phẩm Vinorot cộng chung với humic, giả sử như một chai Vinorot mình cộng thêm 1 kg humic nữa, humic nào cũng được hết. Mình phun, mình quậy nước cho 400 lít nước, mình tưới phút. Nói chung là trên cái giường mình nên phủ hết đi. Mình đừng bao giờ rồi mình nghĩ cái cây nãy gốc nó nằm ở đây rồi mình tưới nó thẳng ra bao xa thì không ngon. Mình cứ mở vô cái bét luôn, bét hệ thống tự động mình tưới, tưới toàn trên cái clip cũng vẫn được. Thứ nhất là cây mình nó phục hồi rễ rất là mau. Tại trong cái sản phẩm video đó, nó kích thích cho cái cây mình tái tạo cái rễ, từ cái rễ cũ mà trở thành cái rễ mới, rất là làm cho cái cây mình nó ra rễ rất là nhiều. Thì sau khi đó những cái sản phẩm, những cái phân mình hồi đó mình bón cho làm trái, còn dư nó vẫn ăn mình được. Hay quá. Nhưng mà trong đó thì giờ giả sử như mình bón, mình tưới video rớt tuần lễ, là bắt đầu mình đưa phân chuồng mình đã đưa vô, đưa phân chuồng vô, rồi mình đưa thêm phân khô cơ nở vô. Cứ một cây như vậy mình bón khoảng 5 kg, 5 kg, 10 kg, tùy theo cái túi tiền mình muốn bón nhiều bón. Mình bón nhiều thì nó tốt nhiều, mình bón ít thì nó tốt ít. Giả sử mình không bón cũng vẫn phát triển bình thường. Những con cái là mình muốn cho cái mùa vụ sau á, mà làm thành công á, cho nên mình phải đầu tư. Không phải là đầu tư mình đem diêm, đem cho đồ pha hào hào với nó, không phải. Mình thứ nhất cây nó tốt nhờ cái rễ. Ví dụ như cái rễ nó tốt, cái rễ nó phát triển to xum xuê, cái rễ nhiều đi, cái thân cành lá ở ngoài nó mới phát triển được. Còn như cái rễ mà nó cây mà còi cổng không ra rễ rồi đọt nó đâu có ra được. Cho nên cái sau khi mình tưới vô khoảng 10 ngày đi, mình nhìn thấy trên cái đọt á, nó như thế này thì mình bắt đầu mình đưa cái giải pháp là 14/5 vô. Mình phun 14/5 vô, với là mình phun 14/5 vô thì tất nhiên cái mũi giáo này nó sẽ hấp thụ được, nó sẽ nở ra được cái lá này. Vậy thì cái bộ giải pháp của mình, cái 14/5 mình có cộng thêm cái gì hay là mình phun một mình nó anh? 14/5 thì mình xịt, nó có thể mình cộng nó với Viromix cũng vẫn được. Hoặc là mình cộng với sâu rầy, đó là tất nhiên. Nhưng mà lưu ý cái là cái mũi giáo như thế này là mình phải kèm sâu rầy cho mình phun. Chứ nếu mình không phun sâu rầy là con sâu rầy là nó ăn ngay lúc này. Lúc này mình không phun sâu rầy vô là phun nó sẽ ăn vô cái lá này. Là sau khi mà nó chích vô cái lá này là từ từ nó sẽ buông. Như cái 14/5 là mình phun bao nhiêu cử anh? 14/5 là mỗi cử đọt là phun 2 cử. 14/5 2 cử, 12 Nutrien 2 cử. Với lại Vidomid và Vico 79 cũng là nghĩa là 2 cử. 2 cử. Cái nào cũng 2 cử hết. Cái nào cũng. Cũng tùy theo cử đọt. Giả sử như cái lúc này. Cái lá này là mình phun 14/5,
lá này, cái đọt này với cái lá này 14.5 với 12 nutrie. Khi mà lá mà nó nở ra hơn một tí nữa như thế này, có thể mình đưa thằng Vico 79 lên là lá mình xanh nó dày. Còn như cái lúc thời điểm này mình đưa Vico 79 lên thì tất nhiên cái lá này bóp lại. Bóp lại nó nhỏ lại như thế này hoài, nó không có lớn. Còn mình đưa thời điểm này vô là Vico 79 nó giúp cái lá mình xanh, mình dày lại, chắc lá hơn. Vậy cái 12 nutrien là mình đưa vào giai đoạn nào anh Minh ha? Sau khi mình phun 14.5 là cái lá nó nở ra, nó lớn hơn cái lá này một xíu là đã đưa 12 nutrien vô rồi. Là giúp cho cái bộ lá mình, cái chất trung vi lượng vô cái lá nó xanh, nó mứt lá mà nó dày lá hơn. Vậy thì đến đến cái giai đoạn cuối của lá là lúc mà lá lụa thì mình dùng cái giải pháp gì anh Minh ha? Đến cái giải pháp mà lá nó gần lụa quá là lá như thế này nè, là đưa Vico 79 vô. Đưa Vico 79 vô là giúp cho cái lá mình xanh mà nó dày chắc. Tại vì trong thành phần Vico 79 có canxi hoặc là canxi á, ai cũng nói là Vico 79 là đưa vô nhiều lá thì nó sẽ canxi làm cho lá nhỏ, như thực tế đưa nó vô là nó kết dính cái tầng rờ lại. Hai cái lá này nè, nó có cái tầng rờ đây, mình xịt vô ướt tới đây là hai cái này kết lại là không có buông được cái lá này ra. Hay quá. Vậy còn để giúp cho cái lá của mình nó già và nó thành thục nhanh thì mình sẽ dùng cái giải pháp gì anh Minh ha? Nếu mà sử dụng mà cho cái lá mà nó già thành thục nhanh, có thể mình pha nhẹ thêm 30-20 cũng nhận được. Thêm 30-20. Tại hàm lượng trên 30-20 đó là lăng. Lăng và kali. Lăng và kali. Yeah. Pha liều lượng nhẹ thôi. Yeah. Tại vì nó mình pha liều lượng nó mạnh thì nó sẽ ra tạo mầm. Nhưng mình pha liều lượng nhẹ là nó giúp cho cái lá mình xanh, già. Kết hợp với thằng 30-20 là Vico 79. Hay quá. Liều thì nếu như mà Vico 79 mình phun liều cao, giả sử như 1 lít, mình phun cho 500 lít nước là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là đứng đọt. Bây giờ mình pha giãn ra 1 lít là mình pha từ 700 đến 800 lít nước là quá ok. May quá. Còn tại vì mình đừng lợi dụng cái chai này mình thấy nó không đáng, mình pha úp úp vô đi rồi mình pha nhiều vô, chẳng những nó nhiều nó không hiệu quả mà quay lại nó bóp cái lá nó nhỏ lại. Thậm chí cái đọt này nó đứng luôn cũng không chừng. Cho nên thì từ cái lúc mà áp dụng khi mà giữ cái đọt là có 14.5, 12 nutrie, Vidomid và Vico 79. Hay quá. Và những cái sản phẩm đó là luôn luôn cơ lá lúc nào cũng phải theo. Hay quá. Là tức là cái bộ sản phẩm mà mình làm cơ gồm có cái Vico 79, 14.65, 12 nguyên tố với Vidomid. Và cái, nếu mà cần thiết là mình cần sẽ kèm theo 30-20. Kèm theo với Flop cây 30-20. Hay quá. Giả sử như mình làm đi, cái thời điểm đó mà cảm thấy như trên cái vùng đất của mình rầy nó nhiều quá. Mình cứ kèm Vico 79 vô đi rồi cái lá nó mau lụa, nó mau già. Thứ nhất là nó lụa nó già, bị nó lá mà nó già rồi con rầy nó ăn không được. Cho nên cái vườn này là em áp dụng cái thằng cái chai là Vico 79 rất là nhiều. Hay những vườn khác thì nó để như một cơ đọt, giả sử cơ đọt nó duy trì có thể một tháng, khoảng tháng rưỡi. Thí dụ giờ bây giờ em thấy tình trạng không được, đưa Vico 79 vô hoặc là đưa thêm 30-20 vô làm cho cái lá nó thành thục, nó mau già. Thứ nhất là rầy tấn công cũng được, thứ hai mình giữ được cái bộ lá mình cây rất là xanh. Hay quá. Tức là trong những cái cơ đọt mình, nếu mà như mình sử dụng cái 30-20 và cái Vico 79 để giúp già lá nhanh á, thì nó sẽ giúp cho cái lá của mình dày và cứng cáp hơn, để tránh cái những cái đối tượng dịch hại tấn công như là cái con rầy hoặc là con nhện đỏ hoặc là một số cái con chích thuốc nó tấn công vào cái lá, đúng không anh Minh? Đúng rồi. Hay quá. Một cái nếu như mình không sử dụng cái chai Vico 79 cái lá nó mỏng, rất là mỏng. Thậm chí mà nó lụa rồi, nó dày rồi nhưng mà cái lá nhìn nó mỏng te. Khi mình kết hợp Vico 79 lên cái cơ đồ của mình á, là giúp cho cái lá nó xanh mà dày bằng dày y kiểu như lá mít vậy đó. Hay quá. Trong cái làm cơ thì ở trên cái đối với cái, ở đây là cái giống ri 6 thì mình làm bao nhiêu cây đọt anh làm bắt đầu xử lý đó, giai đoạn tiếp theo anh mình giờ là xử lý ra hoa anh mình. Sau khi đối với ri 6 thì vừa này là từ nào giờ em làm là ba cây ba chuẩn bị lụa. Như cây ba cái lá như thế này nè. Dạ.
Cái lá như thế này hoặc yếu như thế này là em đã rải lần rồi. Mà trước đó là em đã lên một cử DB. DB thì thành phần của nó chính là cũng là lần. Lên một cử đó, sau khi lá như thế này em đã rải lần. Rải lần sau khi mà lá nó già hơn nữa là em bắt đầu đưa 30-20. Với đưa vi cô 79 vô để tạo mầm. Tức là khi mà làm ba cơ xong là bắt đầu khi mà cái cơ cuối cùng, tức là cái cơ lá lụa. Lá bắt đầu lụa là bắt đầu mình ở dưới gốc là mình đi lăn đúng không anh? Đi lăn rồi ở trên là bắt đầu mình sẽ phun xử lý cái già lá bằng xử lý cái bộ giải pháp 30 20 với Vinco 79. 30 20 cộng Vinco 79. Vậy thì cái thời điểm đó thì cái bộ giải pháp mà làm già lá tạo mầm đó thì anh sử dụng cái liều lượng bao nhiêu anh Minh ha? Như mình dưới gốc thì mình bón lăn super lăn cũng vẫn được, mà lăn long thành cũng được, hay lăn thao cũng được, hoặc là lăn điện, cái gì cũng được. Một cây á, giả sử như một cây 9 năm mình bón cho một cây là 5 kg. Sau khi mình bón lăn dưới gốc xong, còn ở trên cái lá là mình sử dụng cái bộ giải pháp là Vigo 79 với phích cao 30-20 để mình phun cho làm cho cái lá mà nó nhanh già, nó già nhanh để mình lụa để mình tạo mầm. Làm phun liều lượng là một chai 30-20, 1 lít 30-20 cộng 1 lít Vigo 79, mình phun cho mình pha cho 500 lít nước. 500 lít phun nước đều hết trên cây, nói chung là tất cả từ thân cành lá mặt trên và mặt dưới. Lưu ý là mình phun cái mặt trên cũng vẫn phun, mặt dưới này cũng vẫn phun bình thường. Tại vì cây nó lấy dinh dưỡng là nó rút vô tạo mầm hay không là do ông dưới đây nè. Hay quá. Vậy cái già lá là mình phun một cử thôi đúng không anh? Đúng rồi, mình phun một cử. Yeah. Một cử là 1 lít này 1 lít kia, mình pha cho 500 lít nước. Vậy thì đó là sau khi chúng ta kết thúc cái quá trình mà chúng ta làm cơ để bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn tiếp theo. Vậy thì cái thời điểm mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn mà chúng ta chơi tiếp theo là giai đoạn xử lý ra hoa, thì chúng ta cần quan sát cái cây như thế nào hoặc là tính cái thời điểm nào để mình xử lý ra hoa anh Minh ha? Sau khi mình sử dụng cái đó xong rồi bắt đầu mình sử dụng Vico 79 với 30-20 để mình tạo mầm. Nhưng mà lưu ý cái là phun tạo mầm là mình phải phun ướt mặt lá ngoài, mặt lá trong, dạ thân. Biết là cái thân, cái cành nào mình muốn cho nó ra bông thì mình nên phun ướt. Với lưu ý có một cái, giả sử như cây này nó ra mắt cua là lúc nào phải ra mặt dưới này, mặt trên này không ra. Cho nên mình nên lưu ý mình phun ở mặt dưới này thôi. Mặt trên này chỉ là dính cái tạm thời thôi. Tại vì cây mình ở dưới này, cái mắt cua nằm dưới này á, là lát nữa nó đậu trái, gió không có rớt. Còn khi mà trái mà như mắt cua nằm hiện tại nằm trên này, giả sử nằm trên này đi, rồi lát nữa gió tự động rớt, thất thoát rất là nhiều. Cho nên mình lưu ý là mình phun mặt dưới lá này, mặt dưới lá, mặt dưới thân và mặt dưới lá này. Vậy thì cái giai đoạn tạo mầm là mình phun bao nhiêu cử và cái liều lượng bao nhiêu anh Minh ha? Liều lượng thì lúc mình phun tạo mầm thì 1 lít này lít kia mình pha cho 500. 500 đến cái cử thứ ba mình quyết định mình giảm xuống 400 theo thời tiết. Giả sử như mình gặp nắng thì cứ liều lượng đó mình vẫn dùng bình thường. Nhưng mà gặp mưa thì buộc mình phải rút ngắn lời. Giả sử như cây đi đọt thì mình đi xuống nữa, giảm nữa. Giảm nước chứ không phải là ăn thuốc. Thuốc vẫn 1 lít, lít này lít kia pha có thể là 400, 500, 400 là vừa, đừng có lạm dụng quá là không được. Như cái bộ ba giải pháp bộ giải pháp xử lý tạo mầm thì trong đó có cái sản phẩm Zeromix, thì không biết trong cái thời điểm đó thì anh trong cái giai đoạn ra hoa thì mình có sử dụng cái sản phẩm Zeromix kèm với cái bộ Vinco 79 và Forup hay 30-20 không anh Minh ha? Có chứ anh, tại vì khi mình gặp mưa thì mình nên pha Zeromix vô. Zeromix vô là nó giúp cho cái cây mình nó sát bông. Còn như mình không phun vô thì nó cái bông mình giả sử như nó ra những sáng sáng như thế này. Gặp mưa, cây mưa đêm là tự nó sẽ đen lại. Cây sầu riêng này nó ngộ lắm, nó không phải như những cái dòng khác. Những cái cây khác á, là nó ra bông là nó ra luôn. Còn như sầu riêng, giả sử như hôm nay anh sạch sáng, anh sạch đi, tối nay mưa là ngày mai có bông đen thui. Còn như mà khi mình áp dụng đưa Zeromix vô, sạch hôm nay ngày mai mưa vẫn không sao hết. Vẫn sát bình thường. Hay quá. Em chuộng nhất là cái chai Zeromix. Tại vì thứ nhất là nhìn thấy đơn giản thiệt, nhưng mà khi mình phun lên cái cây là cái chất cái lưu dẫn rất là cao. Hay quá.
Trong cái cữ mà tạo mầm là mình xịt bao nhiêu cữ và cái khoảng cách thời gian là mình xịt như thế nào anh? Đối với tạo mầm thì mình xịt 10 ngày mình xịt cỡ dấp cỡ là vừa, đừng để quá lâu cũng đừng để quá sớm. Tại vì mình xịt ví dụ như mình xịt hôm nay mình xịt 7 bữa sau là trong thời gian 7 bữa là cây thuốc nó bắt đầu mới phát huy được. Mình 10 ngày xịt lần là ok. Là tổng khoảng sự xử lý là khoảng bao nhiêu lần là cây nó bắt đầu nó ra nhú mắt cua hoàn toàn anh Minh? Nếu như xịt mà gặp thời tiết mà thuận lợi ba cử hoặc 4 cử đổ lại là nó ra bông. Còn nếu như thời tiết mà hay mưa có thể mình xịt 5 cử. Kiên trì chỉ thì mình cứ kiên trì là được rồi, chứ đừng cứ để mình xịt vô bữa nay mình xịt cái ví dụ mình xịt 30-20 với BQ79 rồi cái ngày mai cái mình xịt những cái dòng khác vô là nó không hiệu quả. Thứ nhất là nó tốn tiền, xịt nhiều quá thì mất cua bị chai. Hay quá. Vậy thì nếu như 4 cử, 3 đến 4 cử thì mình tính luôn cả cái cử tạo mầm lần đầu là đúng không anh? Tức là khi mình làm già lá xong là bắt đầu mình chuyển qua tạo mầm là mình xử lý cái cử đó là bắt đầu mình mới tạo khô hạn, mình xiết nước rồi mình phun thêm 2 cử nữa đúng không anh? Đúng rồi. Hay quá. Thì cái đúng là anh Minh cũng đã áp dụng đúng cái theo cái quy trình cái giải pháp của công ty là trước khi mà chúng ta xiết nước là chúng ta sẽ xử lý 2 lần, là 1 lần là chúng ta sẽ xử lý cho cái vấn đề già, 1 đến 2 lần chúng ta sẽ xử lý già lá, rồi sau đó chúng ta sẽ tạo cái khô hạn, tạo khô hạn và xiết nước, và chúng ta sẽ tiếp tục phun cách nhau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày chúng ta phun thêm 1 đến 2 lần nữa, phun thêm 2 lần nữa. Và quý vị khán giả cũng như quý vị bà con nông dân chúng ta cần lưu ý như anh Minh chia sẻ là chúng ta phun phủ đều cả mặt trên và mặt dưới tán lá, cũng như là kỹ vào những cái cành và đặc biệt là dưới cái mép dưới của cái cành. Đây là những cái vị trí mà cái hoa của chúng ta, cái mầm hoa sầu riêng của chúng ta nó sẽ thức tỉnh, nó sẽ phân hóa trồng vào những cái vị trí thuận lợi để chúng ta giúp nuôi trái một cách hiệu quả. Thì đó là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ xử lý, giai đoạn xử lý ra hoa. Vậy thì sau khi xử lý ra hoa xong thì vào cái giai đoạn từ lúc mà nhú mắt cua cho đến cái giai đoạn mà sổ nhị, cái hoa sầu riêng sổ nhị thì anh có áp dụng cái giải pháp nào từ phía công ty Vinco anh Minh ha? Thì từ cái lúc mà cây mà chuẩn bị mà nó lú mắt cua đi, mình canh độ khoảng trên cây chừng 70 đến 75% là ok rồi. Là cái lúc đấy ở dưới gốc mình nên dùng cái Vinocrop với humic. Mình tưới kích thích, mình tải tạo cái rễ lại. Còn ở trên mình phun là 14/5 để cho nó ra cơ kịp thời trước khi xả nhị, chứ nếu mình làm mà không kích chứ không mình không tưới Vinocrop, không phục hồi cây thì mình không có xịt 14/5 tại cây mình nó ra đọt đúng ngay cái thời điểm mình xả nhị là lúc đó mình làm hơi mệt. Tức là mình sẽ tạo một cái cơ đọt mới không, sau khi mà lại cái cây sầu riêng của mình nó nhú, nó sang cái mắt cua nó sáng hoàn toàn, tức là hoa của mình nó đã hình thành hoàn toàn đúng không anh? Đúng. Hay quá. Đã áp dụng bên cái công ty cái dòng như 14/5 với 12 nguyên tố rất là nhiều, tại vì những cái đó là trực tiếp luôn. Trực tiếp với BQ79 hầu như là thời điểm nào cũng có thể phun được. Thời điểm nào cũng phun được đúng không? Nhưng mà lưu ý có một cái là sau khi mình làm như thế nào thì không biết, nhưng mà canh chuẩn bị còn khoảng 10 ngày nữa là lá lộ là ok, còn nếu mà 10 ngày nữa lá chưa lộ là buộc phải ép cho nó lộ chứ nó già, chứ đây không là mình chết. Tức là sau khi mà mình canh 10 ngày nữa hoa sầu riêng nó sổ nhị là mình phải làm cho lá của mình nó già nhanh đúng không anh? Chứ không được để là đến lúc mà nó sổ nhị mà nó còn lá nó còn non hoặc là đọt nó còn đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ đậu trái. Đúng rồi, rất là hay. Cái đọt này cũng quan trọng lắm. Mà nó lộ trước xả nhị thì mình thành công. Mà nó lộ mà ngay cái lúc mà chuẩn bị mà xả nhị còn hoa bao bữa nữa lá chỉ còn đang búp là cho nên mình bắt buộc mình phải ép. Ép phải dùng gì 30-20 với BQ79 đánh liều cho cao lên lá cho mau lùa. Còn nếu mình làm vậy thì cây mình thiếu cân. Hay quá. Cho nên nó dùng cái giường này em áp dụng là sau khi mà cây nó ra mắc cua khoảng 70-80% là em rõ tứ rễ ngoài rễ. Còn trên phun 14/5 để cho nó cái đoạn phát triển. Hay quá. Rồi thì sau khi mà cái quá trình ra hoa đậu trái xong thì đến cái giai đoạn mà cái cây sầu riêng của chúng ta, sầu riêng bắt đầu sổ nhị, sầu riêng sổ nhị đậu trái, thì từ lúc đậu trái cho đến lúc thu hoạch thì mình dùng cái giải pháp của Vinco là giải pháp như thế nào, anh có thể chia sẻ rõ hơn trong cái thời điểm mà chúng ta nuôi trái không anh Minh ha?
Thì từ cái lúc mà xả nhị thì cũng vẫn xài Bicobi chính dạ. với Yidomid. Dạ. Rồi sau khi mà trái nó đậu hoàn toàn thì cũng vẫn xài là Bicobi chính. Dạ. Bicobi chính với Yidomid. Dạ. Với Bitger. Dạ. Ví dụ mình cứ xài Bitger cũng được, còn mình xài 30-20. Mà sau khi mình cứ xài cứ hai cái chai đó, mình như chai Bicobi chính cũng vẫn xài thường 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 xuyên. Dạ. Sạch lành. Dạ. Là sạch đến khi mà trái nó lớn. Dạ. Đến cái giai đoạn mà cái trái non là mình dùng những cái sản phẩm nào anh Minh ha? Giai đoạn mà cái trái giai đoạn mà trái non thì dạ. dùng cái sản phẩm là Bicobi chính. Dạ. Yidomid. Dạ. Với 12 nutrien. À 12 nutrien. Dạ, tức là ba cái sản phẩm đó trong giai đoạn trái non là mình sẽ thay luân phiên xịt với nhau. Dạ. Vậy thì cái lưu lượng mà cái trong cái giai đoạn trái non mình xử lý là cái lưu lượng như thế nào anh Minh? Và mình xịt ở mình xịt vào qua lá hay là về hay là xung vuông vào trái? Phun vô trái thì cái chai Bicobi chính 1 lít thì mình pha cho 700 lít nước. Dạ. 600-700. Dạ. Còn chai Yidomid thì một chai đó mình pha từ 300 đến 400. À dạ. Còn chai 12 nutrien thì chai đó thì 400 đến 500. À. Thì mình pha. À. Giả sử mình pha nhiều cũng được, mình pha ít cũng vẫn được. À. Em thấy cái liều mà một chai 12 nutrien pha 400-500 là quá ok. À hay quá ha, hay quá. Hay. Tức là mình sẽ phun trực tiếp vào trong trái luôn đúng không anh? Phun trực tiếp vô trái, phun ướt mặt dưới của lá. À hay quá, à rất là hay. Tức là mình phun trực tiếp còn vào trái và phun bằng cả mặt dưới. Lá thì cứ 30-20 với Bicobi chính cũng như phun thường. À hay quá. Thứ nhất là mình hai cái đó làm cho lá mình nó dày, nó không dạ. phát triển đọt. Thì xong cái giai đoạn trái non thì đến cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn thúc trái lớn trái thì mình dùng cái giải pháp nào anh? Cái giai đoạn mà thúc trái lớn trái thì cũng vẫn xài cái bộ giải pháp như dạ. là 14/5. Dạ. Bicobi chính. Dạ. Rồi 12 nguyên tố. Dạ. Với Yidomid. À Yidomid. Đến khi mà chuẩn bị mà vô cơm làm cơm là mình có những sản phẩm khác. À dạ. Sản phẩm pháp như Asawa với 86-28. À 46-28. Dạ. Vậy thì cái bộ đôi 14/65 và cái Vincobit hay là cái Bigger á thì mình phun vào cái thời điểm nào anh? Cái bộ như 14/65 với cái chai Vincobigger là mình phun cái thời điểm mà trái lớn. À thời điểm là trái lớn. Cái lúc mà từ cái xả nhị tới cái trái lớn khoảng từ 45 từ cái lúc mà 45 đến 50 ngày. À 50-55 ngày là ok. À chứ đừng có sớm quá cũng đừng có trễ quá. À hay quá. À, kính thưa quý vị khán giả, đây là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng. Thì đối với giống sầu riêng Ri6 thì cái thời điểm mà 45 đến 50 ngày là cái thời điểm cái trái sầu riêng của chúng ta phát triển rất là nhanh. Đây là cái giai đoạn tăng trưởng nhanh của trái sầu riêng. À, vì thế trong cái giai đoạn này để giúp cho trái lớn nhanh thúc trái và nở học trái thì chúng ta cần cung cấp đúng cái thời điểm để sẽ giúp cho cái trái của chúng ta đạt cái mẫu mã cũng như cái trọng lượng cái kích thước đạt được tối đa. Như anh Minh chia sẻ thì cái bộ đôi giải pháp là cái Vincobit và với sản phẩm Focrop 14/65 chúng ta nên phun vào cái thời điểm là trái khoảng được 45 cho đến 50 ngày. Vậy thì cái lưu lượng lúc đó mình pha bao nhiêu và mình phun vào trái hay là mình phun như thế nào anh Minh ha? Cái Vincobigger á với 14/65 là mình phun có thời điểm là từ 45 ngày đổ ngược lên. Dạ. Phun tới 55-60 ngày. Dạ. Phun thí dụ như 1 lít 14/65. Dạ. Là mình pha liều lượng là 400 hoặc 500. Dạ. Đừng có phun quá liều. Dạ. Phun cứ canh cứ vừa thôi, vừa tầm thôi. Dạ. Là trái mình nó lớn từ từ nó lớn chứ dạ. mình ép quá nó thúc mạnh quá thì tất nhiên cái đấy bị sọt. Dạ, dạ. Sọt nó đã dài. Dạ. Nó dài lúc đó thì mình phải can thiệp tăng canxi lên cho nó dọn trái. À dạ. Là mình phun trực tiếp vào trái luôn hả? Phun trực tiếp vào trái. Dạ. Phun cái mặt mình phun sao mà cho cái trái mình giả sử như trái như thế này mình phun sao mà nó ướt đều, nó ướt tới đâu là trái mình tròn tới đó. À. Còn như mình phun mình đứng bên đây mình dối qua anh phun mình ướt một bên là trái nó sẽ lớn một bên trồng một bên lép. À, cho nên dạ. mình lưu ý một cái mình phun kỹ, xay ướt đều cái trái, ướt dạ. luôn cái cuốn, dạ. rồi phun ướt luôn cái mặt dưới cái lá, cái mặt dưới cái lá, dạ. thì rất là hay. À. Còn như mình phun một mé thì nó không hay. À, trái đó có bên à, mình giả sử mình đứng bên đây mình phun cái đó, thì mặt bên đây trúng thuốc thì lớn, còn bên kia mình không trúng thuốc thì không có trúng thuốc, dạ. cái nó lép lại. À. Cho nên mình nói, ồ sao trái chợ đi cũng tan tròn, à. Sao của mình không tròn, mình phải coi lại. À. Cái mình phun như thế nào, mình phun có ướt đều của trên cái trái hay không. À hay quá.
Đó là cái giai đoạn trái non và cái giai đoạn thúc trái cũng như nửa hộp trái, và đến cái giai đoạn cuối cùng, đặc biệt cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn mà lên cơm. Đây là một cái giai đoạn quan trọng để giúp cho cái trái mà nó đạt chất lượng, đạt số ký, đạt chất lượng ở trong này, cơm nó lên đều hay không. Vậy thì giai đoạn này mình dùng cái giải pháp như thế nào anh Minh ha? Cái giai đoạn mà thúc trái mà lên cơm á là dưới gốc dẫn bón là 3 số 15. Dạ. Nói chung là 3 số 15 từ đầu tới đuôi vẫn là 3 số 15. Dạ. Không có bón thêm cái gì hết. Dạ. Không bón canxi cũng không bón 30-10. Dạ. Chỉ duy nhất là 3 số 15. Dạ. Đến cái lúc mà trái nó chuẩn bị mà lên cơm là em đưa cái chai là Asawa vô. Dạ, Wasawa. Wasawa với cái chai Fulcrop 4628. 4628. Dạ. Làm vô, đưa vô phun hai cự, nhưng mà phun vô không phải là mình nói mình phun cái đó vô là cái trái sầu riêng lên cơm nó không lớn nữa. Dạ. Ở trên vẫn phun, ở dưới NPK là 3 số 15 vẫn bón bình thường. Dạ. Trái nó vẫn lớn bình thường, nước thôi. Dạ. Mình vẫn tưới bình thường. Dạ. Là khi mình phun nó vô là cái trái nó lớn. Dạ. Lớn chắc trái mà nặng ký. À, hay quá. Coi như mình nói sau khi mà bao lần người ta canh tác nói sao sầu riêng nó lên, nó vào cơm, nó lên. Dạ. Cơm thì tất nhiên nó đứng lại, nhưng không phải. Yeah. Khi mình đưa cái sản phẩm đó vô, trái nó vẫn lớn bình thường. Yeah. Nhưng mà lớn là lớn, cơm vẫn lên bình thường. À, hay quá. Nhưng mà trên, ở trên trái là mình sử dụng cái đó, còn dưới. Yeah. Góc vẫn bón 3 số 15 bình thường. À, hay quá ha. Vậy thì mình phun mấy cử và cái phun bao nhiêu cử và cái liều lượng là bao nhiêu anh Minh ha? Phun 2 cử. Yeah. Thì 10 ngày phun lần. Yeah. Là liều lượng là 1 lít. Một lít khi là pha cho 500 lít nước. À, 1 lít pha 500 lít nước. Còn đúng. Cái chai Asawa thì 1 chai rưỡi, 1 chai rưỡi vô 500. À, 1 chai rưỡi. Tức là khoảng một chai của nó là 1 chai nửa lít hay 1 chai? Nửa lít chai Asawa, chai nửa lít. À. Còn 1 chai kia là chai 1 lít. À, tức là khoảng 300ml cho 500 lít nước. Ừ. Tại vì trên cái chai là nó để là 1 chai có thể phun 300. À. 300 đến 400. À, 300 đến 400. À, là mình phun lưu lượng là 300 đúng không 300, anh? 400. À, hay quá. Thì đó là cũng toàn bộ cái quy trình cũng như cái giải pháp mà anh Minh đã áp dụng cho cái vườn, và anh Minh cũng đã chia sẻ kỹ cho quý vị khán giả cũng như quý bà con nông dân, và đặc biệt là cái thời điểm nào chúng ta cần áp dụng cái giải pháp và cần lưu ý những cái vấn đề gì. Thì hôm nay cũng rất là vui được anh Minh chia sẻ lại cái quá trình mà mình áp dụng cái giải pháp của công ty Vinco, cũng như được cái thành quả mà anh cũng đã đạt được trong cái vụ mùa vừa qua. Thì hôm nay cũng thay mặt công ty Vinco cũng cảm ơn anh Minh rất là nhiều, vì cũng đã có những cái chia sẻ rất là quý báo. Và đặc biệt thì trong cái thời gian tới thì anh Minh cũng có chia sẻ là cũng đồng hành cùng với công ty trong cái thời gian sắp tới. Thì em cũng thay mặt công ty cảm ơn anh và chúc anh có một cái vụ mùa sắp tới thật thành công. Thì riêng trong cái năm này thì hy vọng là cái năng suất của chúng ta sẽ đạt được cái năng suất tối đa cũng như cái chất lượng trái đạt được cái chất lượng tốt nhất. Vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Dạ.